Đề dạy như này thì làm kiểu gì bây giờ? Sao mà khó thế? Ui dồi ui. À à, có cách rồi. Cuối cùng cũng xong. Bây giờ chỉ cần viết họ tên vào là được. Ơ à. Đưa đây, tôi ghi hộ cho. Dùng tạm bài của tôi đi. Ok. Phạm Minh Quân. Thế là xong. Kỳ này kiểu gì cũng được điểm cao. Bài trắng tinh thế này làm sao mà làm kịp? Các em chú ý, sắp hết giờ rồi nha. Tới rồi. Hết giờ, các em nộp bài nha. Thưa thầy. 15 phút sau. Thầy thật bất ngờ vì hôm nay Quân đã làm bài kiểm tra rất tốt. Em phải học bài đến tận khuya đấy thầy ạ. Có thật không đây? Ờ, thầy lại không tin em rồi. Thầy xem, em thức khuya đến thăm mắt luôn nè thầy. Thôi được rồi, thế còn Quân, tại sao lần này em không làm được bài? Mọi lần thầy thấy em làm tốt lắm cơ mà. Dạ, dạ. Cậu mà nói ra là không xong với tôi đâu. Dạ, dạ em xin lỗi, hôm qua em không học bài cũ à. Thôi, cả lớp mở sách ra để học bài mới nha. Một lát sau. Piu, piu. Quân, cậu làm cái gì vậy hả? Thì làm sao nào? Tức không? Tức không? Ờ, gì thế? Của ai đây? Dạ, dạ. Quân, tại sao em lại làm ra mấy cái trò này? Thầy quá thất vọng về em. Dạ. Chuyện này là mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu à. Không giải thích, lát nữa lên phòng giáo vụ gặp thầy. Cậu thật quá đáng. Lại sợ quá cơ. Cậu. Ơ, chào cậu, tớ là Tú, tớ mới chuyển đến lớp cậu. Chào Tú nhé. Ơ, cậu cũng thích đọc sách này hả? Ừ, cuốn này hay lắm. Tớ đọc sách xong rồi, cậu có muốn mượn không? Vậy cậu cho tớ đọc cùng với nhé. Ôi dồi ôi, đọc cho lắm vào, có ngày cận lòi mắt ra. Tú đừng để ý những lời cậu ấy nói, cái đồ xấu tính ấy mà. Lại đi tớ bảo. À, được, được, được. Ê, cái đồ học dốt còn lười đọc sách. Cái gì? Bảo sao, học không giỏi lên được. Leo, 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 leo. Các cậu. Đứng yên đó cho tôi. Chạy mau. Đứng lại. À. Để mình trang điểm cho Quân đẹp trai nào. Hình trái tim nữa nè. Trông cậu đẹp lắm Quân à. Các người cứ đợi đây. Ngày hôm sau. Á, à, gì vậy trời? Trúng lần này, trúng đầu này. Á, à, sao cậu lại ném giấy vào người ta? Trúng này, trúng này. Quay, ai ném thế? Dám bắt nạt người khác này. Đừng, đừng, đừng mà. Tấn công liên hoàn này. Ôi, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Lần sau, nhớ chừa thói bắt nạt người khác đi nha. Yeah. Bài này cậu cứ áp dụng công thức kia là được. Tớ sẽ cho các cậu một bài học. Xem đây. Này. Hả? Chào cậu, mình là Hạnh Mọt Sách. Mọt Sách? Gì cơ? Lại Mọt Sách à? Rất hân hạnh được làm quen với cậu. Hạnh á, đã gia nhập vào nhóm của tụi tớ rồi. Vậy bây giờ tỷ số là 3-1 sao? Xin vĩnh biệt cô. Đúng vậy, nếu bây giờ cậu bắt nạt Quỳnh á thì chúng ta sẽ không để cho cậu yên đâu. Cộng, 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 cộng.
là đáng đời mà. Ngày hôm nay của mình cũng đến rồi. Mình sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Hôm nay hãy giải quyết một lần luôn đi. Đánh tớ à? Đánh trước, không đánh đời không nể. Tiếp chiêu đi. Không uổng công mình tập boxing bao lâu nay. Đi trước nhé. Một tháng trước. Cậu đợi tới lâu chưa? Tớ vừa mới tới. Dạo này nhìn cậu sinh ra đó nha. Cậu cũng thế. Nước của hai cô đây ạ. À. Cảm ơn. Dạo này cậu thế nào rồi? Tớ á? Cuối cùng tớ cũng có người rước rồi nè. Wow, tớ cũng vậy. Nhẫn cưới đẹp lắm nha. Chào hai cô. Chào anh. Đây là lịch cưới của tháng 2. Chỉ còn trống đúng ngày 22 thôi. Ý hai cô xem thế nào? Chỉ còn một ngày duy nhất sao? Đúng thế. Không được, tôi muốn đặt ngày đó. Tôi cũng muốn tổ chức ngày đó. Ờ, thôi thôi, tôi xin phép. Nhanh nào, anh chụp cho kiểu ảnh đẹp phát một luôn này. Ôi trời ơi, gì thế? Hóa ra là cái hạnh. Đừng trách tớ. Nào nào, cô dâu đứng sát vào chú rể. Ngồi lên nào. Rồi, đẹp quá. Ngồi im nha. Quá đẹp, siêu phẩm. Chú rể, ngồi lên tí nào. Ôi, mệt quá. Xem nào. Ui, sao lại thế này? Sao thế anh? Hai đứa phải chụp lại thôi. Hả? Đây, xem đi. Cái gì thế này? Sao lại... Thiên, là nó. Cậu đợi đấy. Đẹp quá. Ai thế nhỉ? Chào cô, có người gửi đồ ăn cho cô. Chúc em ăn ngon miệng. Chẳng lẽ là người yêu mình gửi? Cảm ơn anh. Đây là đồ của cô. Cảm ơn anh nhé. Wow, người yêu của mình thật tâm lý. Ngon. Nữa hả? Bim bim của cô. Được rồi. Nhận đồ nữa sao? Lại là gửi cho cô. Tôi cảm ơn nha. Một tuần sau. Tuyệt vời. Thôi chết rồi. Chậm thế nhỉ. Mãi không lên được. Cái gì thế này? Béo quá. Đây là thù lao của anh. Cảm ơn cô. Gọi cho em. Đêm dài lắm lúc phải cô đơn. Một mình trước thêm.
cậu đâu. Chào cô, mời cô. Làm cho tôi kiểu giống như này. Để tôi xem. Đơn giản, cô đợi tôi một chút nhé. Hiền ơi là Hiền, đợi nhé. Sao lâu thế? Tôi xin lỗi đã để cô đợi lâu. Không sao. Buồn ngủ quá. Để xem nào. Đúng rồi, phải thế chứ. Sao mình lại nằm đây? Ôi giời, anh làm tóc cho tôi kiểu gì vậy hả? Lên đi. Tôi bị người ta đánh ngất. Ở đây có camera, cô xem đi. Lại là nó. Cầm lấy, cậu sẽ biết tay tớ. Hiện tại. Thôi, tôi xin hai cô, ngồi xuống hết đi. Tôi nhất định phải tổ chức vào ngày 22 tháng 2 này. Đi ra. Ôi, ôi. Tôi trả gấp đôi chỗ đó. Không được, tớ đặt trước. Tớ có tiền. Nhưng tớ đặt trước. Không được, ngày đó của tớ. Của tớ. Tớ có tiền. Nhưng tớ đặt trước. Thôi. Tôi có ý kiến này. Sẽ tổ chức chung. Tổ chức chung. Đúng. Cảm ơn cậu. Hạnh, cậu làm sao thế? Được rồi, không sao. Hạnh này, cho tớ xin lỗi nha. Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi mà. Hai cô đã sẵn sàng chưa? Từ giờ, hai người sẽ là vợ chồng của nhau. Hai người chính thức trở thành vợ chồng. Giàu có là một điều tốt, sức khỏe là một điều tốt. Nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.